chào mấy ngày ha. Anh em đi bắt luôn hay về làm mồi nhậu ha. Cái này vừa lên quá cả nhà, anh em được nghỉ mấy ngày cả nhà ơi. Nghỉ mấy ngày giờ đi kiếm mồi. Chặt hai trái dừa để ra luôn Phương, hủ luôn Phương. Hôm nay bắt dừa nhà ông giáo nghe cả nhà. Nhà ông giáo 10. Đó đi. Đứng đây đi, đứng đây đi, bà chặt dừa đem qua kìa. Này, giữ hai trái dừa nha, để nó chạy nha. Dừa, chỉ dừa. Hả? Nó có chân đó, nó có chân đó, nó chạy. Dạ ơi. Ê, ông cần lấy ghế không cậu, nhắc ghế ra. Chặt dài tàu rồi, chặt ngang đó, cái dừa nãy mềm xèo cái gì. Mẹ không mày đụng cha. Cái dễ rồi hả? Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay Tùng Quỳnh đi bắt đuông. Ủa nghĩ Tùng cháu dịch rồi hả? Nghĩ Tùng cháu dịch rồi. Lên không có ghế lên ngồi với dai đỡ được không? Được không? Ngồi với dai á. À, được rồi. Hảo Nam gì mà đại ca gì mà ngồi chổi càm thấy gầu vậy Hảo Nam? Xuống luôn rồi hả? Đi theo đó luôn hả? Đi góc rồi. Đi ra đây con, ra đây nè, ra đây nè. Đứng lại đó, đứng lại đó, đứng lại đó. Ừ, bỗng chứ. Ờ, nhà ông thủy điện ra sao vậy? Thôi. Bên hết rồi. Vậy bây giờ một thằng qua bển chặt đi. Rồi mình cắt tiêu hết rồi mọi người. Dạ. Đi á. Nón, ba cốt đợi nón. Ba cốt đợi nón. Đâu cây không rồi? Bên kia. Lấy dao qua đây ra chỉ nha. Anh em. Hai cây luôn nha cả nhà. Ông giáo còn chỉ của anh kia cây nữa. Dừa tơ cả nhà ơi, cái này nó nhanh lắm, nó chừng mười mấy 20 ngày là mình không để ý là nó quất cái là thúi quắt cái cây luôn. Cây lắm con. Đi trên ngược. Ăn không quẹo? Ăn không đó không quẹo? Nụ nghe cả nhà, còn chứ dễ hết. Còn nhóc luôn anh Đồng ơi. Cái gáy nó còn mà. Vô rồi, vô rồi, vô. Dùng mánh này, dùng mánh này. Ý mà cái nhà, tính đâu nó cũ nó đi hết mà cũng còn à, cả nhà. Banh cái đầu mẹ nó đi. Ờ. Làm gì ta nãy vậy? Đâu có nè, đủ trắng. Đủ quá. Chào. Mày hả? Lụm luôn con già cũng chơi luôn.
Còn nhiều quá Phương ơi, nó ra tới ngoài đó Phương ơi, nó ăn trong rồi nó ra tới mấy cái bẹ rồi đó. Ừ. Cắn. Rồi, con này mới ngon à. Ừ. Gì vậy? Để con này chặt nha. Dạ. Này còn ổn nè. Dạ. Mấy cái bẹ không là nhóc rồi, cái này trong bọng chắc hết. Bọng ra xuống. Đủ cắn rồi. Đó có con cuốn cái gì đó đó. Con này thấy vậy chứ ngon lắm nha cả nhà. 15 ngàn con cả nhà. Béo lắm. Đâu cái quẹo, đưa lên cái quẹo. Đưa con bự á, con mập á. Trời ơi, đồ bự quá trời luôn ơi. Nói mà cả nhà cùng ăn. Lấy nước mắm đồ, gì ớt đồ ra lát vô. Trẻ mới hết Phương ơi. Nó không nằm ổ, nó ra ngoài cái nó luồn vô mấy cái lỗ rồi đó, trẻ ra. Này lơ ăn đi nhiều. Có lỗ đó các bạn, con Phương tách ra có lỗ đó. Quất cái dưới con dao nữa. Thằng bánh gì? Mấy con hả quẹo, đếm cái quẹo. Mấy con rồi. Chết luôn, mới được 5-6 con, không đủ quẹo ăn. Có đâu mưa. Không, nếu mà cái sớ còn mới vậy là trong bọng có, còn á chứ không hết đâu. Sớ còn mới mà nó đang thui hết luôn á mấy ấy, còn này bữa ăn luôn đi tớ. Có mấy dao mà bữa ăn luôn đi. Được, được mày đó rồi. Nó gần đứt rồi đó Phương, bữa về dao văn rồi. Có hổ không? Đó, lòi ra nữa đó, nhẹ nhẹ nhẹ, bẻ con dưới kìa Phương. Con mép dưới kìa, con mép dưới đó, thấy không? Được không? Bị con dưới ló trắng tươi đó. Rồi, thấy rồi, ra kia nè. Nhóc nữa, quá trời. Còn nhóc quá, trời đó còn nhiều quá. Ồ, ly chia luôn rồi. Mập. Dạ. Đậu đó. Quẹo. Đi vô đi kia đi mà. Anh thối rồi, anh thối ngang nó rồi. Quẹo.
ba này kêu đứng xa xa ra mà mình làm không được, mình đứng ngoài để mình lụm thôi. Mày lại nghe luôn anh. Dễ gãy, dễ gì vậy? Vậy mày đạp qua anh Tám là muốn gãy rồi đó. Nó thúi hên bên rồi. Ra cái Nam. Bả kêu con đừng thấy. Chặt cái đọt bớt cái cây. Văng ra ngoài luôn rồi đó. À, ô ô. Cái dây dao ấy kìa, cái dao vô cán kìa. Đi nó ăn nó đọt cái này còn mấy con. Được có nhiêu nè cả nhà ơi. Giờ anh em về nhà giờ mình xử cái này kia nè. Này cũng nhộng nữa mà nhộng con, này nhộng mẹ. Ôi đứa con này thấy ham không cả nhà? Ông vui vẻ nghe cả nhà. Về đổi vừa hướng cả nhà ơi. Đuông được 7-8 con thì không đủ, giờ mình lấy ông nghe nha cả nhà. Ông vừa vẽ mình sao hành nha cả nhà. Nay đi thất bại quá rồi, giờ nhà cũng còn mồi ở nhà rồi đâu về mình làm mồi khác cả nhà, cũng đuông nó mà đuông nhỏ. Đuông bự này có mấy con à. Giờ ăn đuông nhỏ nha cả nhà. Đó. Bò ba chỉ. Thất bại nhộng bự giờ nhộng nhỏ với thịt bò nha cả nhà. Bữa chuẩn bị hành nè, củ hành, lá hành nè, được có mấy con gì nè, con ngâm muối luôn rồi chứ là đâu có đủ làm mồi. Vậy chơi ông vừa vẽ luôn cả nhà ơi. Bữa nay anh em được nghỉ nè cả nhà. Nghỉ anh em cũng làm miếng mơ chắc cũng chiến đấu tiếp rồi cả nhà ơi. Bảo bảo cái này cũng vốn nó cũng meo lại rồi. Nếu mình làm nhỏ thịt bò không là nghỉ. Trời. Còn nhỏ thịt bò không ạ? Thì không mần không lỗ thì còn tiền nhỏ thịt bò, không mần lỗ hết lấy gì tiền đâu nhỏ thịt bò. Bò thì đó người ta cho nếu không mà mua đâu. Bò có xu đường nữa phải không? Đó này không xu cũng gửi về xu mấy gì. Hôm lấy xô đưa lên luôn. Đâu mình chắc luôn á. Này rượu ông vừa vẽ nha cả nhà, mới hồi hôm luôn, bỏ vô cái xô rồi để bóng đèn này treo lên là lụm về bỏ vô thùng ngâm luôn cả nhà, giờ ăn nhộng rồi chơi luôn ông già luôn chứ đâu có bỏ được. Bầu của huyền thoại nha, từ từ mới vài ổ nữa là nó cũng đầy bầu rồi đó. Ăn được 7 con ông ơi, đẫm nè, ngay nè, lúa cơm không? Còn quá không? Ở nhà ăn cơm nha, nhậu không được ăn cơm mà. Ông nhóc giờ là chưa ăn cơm. Ừ. 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 Sao? Quá ngon. Không có con lớn vậy sao con nhỏ cả nhà ơi. Mấy con này nè mới ngon nè. Béo. Béo. Quá béo. Kiếm con bự không có, giờ mình ăn con nhỏ cả nhà. Làm miếng hai con nữa nè. Làm miếng ốc hành nữa nè. Tối hết ngủ luôn nè. Có hết ngủ luôn.
thành quả anh em đi bắt đuôn vậy không có thì mình xào con nhộng ông nồi dẻ nghe cả nhà. Này, với bảo bảo đừng dễ thịt bò đang bị suy ăn này cho nó sung lên cốc nó hết bệnh rồi. Thành quả buổi bắt đường bắt đuông hả à? Được dễ ông dễ thịt bò đó là tốn hơi dễ luôn. Ừ, video cũng vậy nha, bảo bảo tạm biệt cả nhà, hẹn lại lúc sau nha. Rồi coi thương bảo bảo cho một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, ủng hộ kênh cả nhà ơi. Ông gọi cũng không có rảnh, cũng không có ra video thường xuyên nữa cả nhà. Thôi bye cả nhà nha, hẹn lúc sau nha, bye anh Tùng ơi. Chào cả nhà nha.